Chào mọi người. Thì hôm nay mọi người mình có làm cả hoa giấy đó mọi người, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Đây mọi người, mình mới làm xong. Lúc mình làm thì mình không có quay được ha mọi người, thì làm xong mình quay nè. Thì mọi người muốn làm cả hoa giấy, hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách đỡ làm cả hoa giấy không bị gãy ha. Thì trước tiên mọi người phải vơi cho nó khô nè mọi người, thấy không? Khô nè mọi người, thiệt khô nha. Lá nó héo nè mọi người. Đó. Lá nó héo nó xèo xuống luôn nè. Này phơi khoảng 3 đến 4 ngày là mình làm được rồi mọi người. Cho cái lá nó héo xuống là cái cành nó dẻo nha. Khi mình làm mình uống kiểu này nó không gãy nè mọi người. Thì cây này mình cũng làm có 3 tay thôi mọi người, để chơi thôi. Thì ở đây là cái gốc hồi xưa, cái gốc hồi giấy của Thái Lan mọi người. Nó rất là bự nha. Mình muốn chơi cành mini mọi người, mình làm nhỏ lần lại nè. Nhỏ lần ha. Chơi cây nhỏ thôi, vận chuyển nó dở mọi người, nó rất nặng, cây lớn nó nặng lắm. Thì mà mình làm xong rồi mọi người, nè thấy không? Đây là mình cũng uống xong hết rồi mọi người thấy không? Đó. Này làm cả mấy tiếng đồng hồ mọi người. Nói vậy thôi chứ làm rất là lâu ha. Tại vì cái này rất là dễ gãy, làm là phải cẩn thận mọi người. Thì cái này là mình làm xong rồi mọi người. Bây giờ mình chia sẻ với mọi người cách để thêm đất vào nha mọi người. Thì đây là cái chậu khô mình dỡ lên nè mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy không? Đó, nó bao hết luôn nè, nó không có đụng chạm gì hết nha mọi người, thấy không? Túc xuống nó cũng không sao hết. Đó. Mình bây giờ là không có bỏ bầu ra nha mọi người, cứ để nguyên cái bầu vậy luôn. Thì mình sẽ cho cái mình sẽ đỡ đây, mình sẽ chỉ với mọi người ha. Đây mọi người, cái đây là cái sơ dừa nè mọi người, sơ dừa với trấu mình trộn cho mọi người. Đó, thấy mọi người thấy không? Thì cái này ít trấu thôi mọi người. Cái này mọi người chỉ cần 80 thôi, 80 sơ dừa 20 trấu thôi nha mọi người. Để nó có đạo độ xốp để cho rễ nó phát triển nhanh thôi. Chứ nó giữ nước đó mọi người. Thì bây giờ nó còn 3 tháng nữa là nó đóng Tết rồi mọi người. Thì mình cũng hướng chỉ với mọi người làm đây. Đó, thì mình bỏ một lớp như này khoảng 10 phân này mọi người, hoặc 20 phân cũng được mọi người, thấy không? Xong là mình đặt lên thôi mọi người, mình không có phá bầu nha mọi người. Đó. Còn 20 phân nha mọi người. Thêm nó còn 20 phân. Thì xong rồi mọi người, đây, ta rinh này ta đặt cho thôi. Đây ha mọi người. Nó cao lên này mọi người, thấy nó cao hơn cái đó khoảng 5 phân đúng không? Thì mình lúc mình tưới mọi người, mình sẽ sổ nó xuống ha. Mình sổ cái lốp này xuống đợi cho nó nậu cái đớ lên lần lần ha mọi người. Thì cách này là cách thứ nhất là đôn đớ, thứ hai nữa là không đụng tới cái bầu của cái cây ha, nó không có mất sức. Đó. Thì làm kiểu này thôi mọi người, thì bảo đảm với mọi người thì khi mình sổ nè mọi người, tưới xuống mình sổ xuống là rỡ nó cái này nó tự động nó buông xuống thì nang thôi. Đó. Nó không có gì hết. Thì cái hoa giấy này nó rất là khỏe nha mọi người, nó không có không phải như mấy cây kia. Nếu cái này bây giờ cứ tưới nước vô xong rồi chúng ta sẽ lá nó xanh lên hết rồi chúng ta sẽ bón phân NPK vào nha mọi người. Thì mùa này á mọi người, nó mưa rất là nhiều, làm cũng rất là khó ha. Mình phải canh phơi nắng sao được vài ngày thì mình mới nó héo là mình mới làm được nha mọi người. Thì cái đớ này mình chưa có, không có lụa đó mọi người, hoa giấy rồi. Cái đớ này đúng là phải lụa ra rồi thét keo rồi lên mọi người, để cho nó khỏi hư cái đớ đó. Nhưng mà mình muốn để cho nó ăn mòn thêm tí nữa rồi mình làm luôn mọi người. Mình chưa có làm. Cái này bự lắm mọi người. Đó mọi người, đây chúng mình đã chỉ hết rồi ha mọi người ha. Thì đây mọi người thấy không? Thì mình rút mình tứ mình cứ xìa cái giòi vô mấy cái mé này mọi người, để đất nó tu xuống ha. Cái đất này cũng là cái này cũng là sơ dừa với trấu thôi mọi người. Thì đa phần mình trồng bây giờ
xôi dừa dưa trấu nó rất là nhẹ ha, vận chuyển nó cũng dễ nữa, mà cây nó phát triển cũng nhanh ha mọi người, hoa giấy mà. Mình cũng chia sẻ sơ thôi. Cái hoa giấy thì lúc nào mà bắt đầu làm hoa thì mình sẽ có tiếp cái clip để hướng dẫn cho mọi người là cách xử lý hoa của cái hoa giấy để chơi Tết nha. Ở đây cuối video xin chúc mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc nha mọi người. Thôi bye mọi người, hẹn lại mọi người cái clip gần nhất của chúng mình nha. Bye mọi người. Đúng rồi, sau này sau khoảng 2 tháng mọi người thì mọi người thấy bắt đầu nó cũng đã ra hoa nè mọi người. Đó. Đây mọi người thấy không? Bắt đầu nó ra nè, li ti rồi, nó ra kín luôn nha. Đây mình chơi nó bữa mình làm mọi người. Đây, mọi người thấy không? Đây. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người làm sao có cái hoa giấy đẹp nè mọi người, thấy không? Đó thì cây này bữa chúng mình làm rồi mọi người. Mọi người cũng bữa chúng mình làm xong chúng mình chia sẻ rồi mọi người. Đó. Thì bữa nay đã chắc cũng được khoảng 2 tháng mọi người. Đúng rồi, thấy không? Hoa nó rất là đẹp nha mọi người. Thì bữa mình cũng đã làm mọi người, mình chia sẻ nè. Khi mình làm xong mọi người, thay đất nè. Xong 4 phân nè mọi người. À, tưới nước bồ đàng hoàng xong khoảng 2 tháng sau mọi người. Đây là cái quá trình 2 tháng sau qua được hoa nè mọi người, thấy không? Đây là một cái tàn bên này nha mọi người. Đây bên tàn đây. Thì cái này nó có, mình chơi có 3 tàn thôi mọi người. Mọi người thấy không? Hoa này. Cái này đang khô nè mọi người. Tứ vô là tư lắm ha. Các bạn có thấy hoa giấy rất là đẹp không? Các bạn chia sẻ mọi người thì sao? Khi đỡ khô xong mình là mình uống bonsai xong hoa tượng rồi xong mình vô sơ dừa xong rồi mình vô đất đầy đủ hết xong rồi mình sẽ 4 phân tưới nước là sau 2 tháng thì cây bắt đầu nó đã cho hoa, như vậy là bắt đầu đã chúng ta đã chơi được rồi mọi người, thấy không? Ồ, thấy không? Vậy là cứ tưới nước là hoa nở thôi mọi người, bây giờ không có ấy nữa. Cái này nó ra cái tược non rồi mọi người, thì chúng mình cũng đã cắt rồi nè, đỡ cắt đỡ làm thêm cái tay ở đây nè mọi người. Nếu mà thấy nó dày quá nó không ấy thì mình sẽ cắt bỏ luôn, mình chỉ chơi 2 tay hoặc 3 tay thôi, lên cho nó đủ thôi nè. Đây là mình đang dự trù một cái tay dưới này nữa nè mọi người. Mình sẽ cho dưới đây luôn, mong muốn là nó kín gốc luôn nè. Nó ra cái tược nè mọi người, sau 2 tháng nó ra tược xong cái nó có hoa luôn nè mọi người. Đó. Tay nữa nè mọi người. Đây. Hồi bữa trước thì nó có một nhánh đây mọi người, nhưng mà nó nhạt quá thì chúng mình cắt bỏ luôn, không đỡ nó không xài. Sau này mình nuôi cái tay nhỏ này thôi, đỡ là một cái tay phụ dưới này nữa, chỗ bên này là nó cân đối tay nhau, nó chơi nó dòm nó nguyên cái cây nó có hoa không rồi. Đây nhưng mà thì cái này nó không có rụng lá nha mọi người, mà đây tại mình 4 phân đó mọi người, 4 phân nó đủ á thì nó vẫn ra hoa bình thường, không cần phải lạc lá để đu mọi người, thấy không? Thì lá vẫn có nhưng mà hoa thì khi hoa nở lên slap hết cái lá này lá rất nhỏ mọi người, cái hoa nó to nó sẽ chia hết, là dòm không thấy lá luôn, không thấy lá nhưng mà thấy hoa này, thấy không? Chi chít nha. Như vậy nè mọi người, nếu mà cây hoa giấy bonsai cỡ này là chơi rồi, gọi là quá tuyệt vời, ok luôn đó, mọi người. Thấy không? Là một cái gốc rất bự đó nha mọi người. Bữa trước mình có chia sẻ rồi, một cái clip làm hoa giấy này là cách đây khoảng 2 tháng thôi mọi người. Sau 2 tháng này chúng mình đã làm xong, đã xử lý xong, bây giờ bắt đầu cây cho ra hoa chơi nè mọi người. Mọi người thấy đẹp không?
Cái này cắt bỏ này nữa thì quá đẹp, nhưng mà nó đang hoa mọi người, mình chơi xong hoa mình cắt cũng được nè mọi người. Cái này là khỏi cắt bỏ mọi người, nhưng mà giờ đỡ mình chơi được mọi người thấy không. Đó, giò mấy dưới nữa thì tán dưới đều rất đẹp nha. Mấy dưới không, dưới đâu có cái gì đâu, mình dưới nữa không. Đó, dưới mọi người thấy không, à, dưới này mình xiến đúng không, thì mình làm mọi người. Kỹ thuật chơi bonsai thì mọi người cũng biết đó ha, nó rất là tỉ mỉ nha. Này mình uống mình kiểm đó mọi người, nói về thôi nha mọi người. Mình thôi thời gian sau mình chơi xong mình là phải phá cái này đi rồi mình tháo kiểm ra mọi người, không là nó nuốt kiểm liền rồi. Tại cái gốc mình lớn á, mình bón phân cái nước xong á mọi người, thì nó ra hoa xong thì nó bắt đầu nó phải nuôi, nó phát lên, nó phát lên, nó nuôi cái tay, mấy cái tay này mọi người rất là nhanh ha. Thì cây này nó sẽ ăn nó hàng kiểm đó, thì mình tháo ra thôi. Đó, mình là lâu nếu mà tháo nó khó là mình lấy cái kìm bấm cắt bập bỏ luôn cái cọng kiểm này luôn cũng được mọi người. Dây nhôm nè mọi người thấy không, ở đây là mình cái đây là thực tế là chú mình là bữa cái để chia sẻ cho mọi người một cái cây cái hoa giấy giống như cái phôi đúng không. À, nhưng mà khi mà bắt đầu làm xử lý cách làm ra bonsai này mọi người thấy không, quá đẹp đúng không. Cái này mình chỉ bón phân NPK thôi mọi người, mà được cái thôi là nó hoa nó ra màu rất là đẹp luôn mọi người thấy không, tươi rất là tươi. Cái này là buổi chiều của mọi người, chứ cây này nó đang bị gọi là hồi bữa mình đi làm mọi người đi uống bên cây trồng quanh sai mọi người, thì ở nhà mình không có tứ thì hôm nay lén nó buồn buồn vậy nè, mình tưới nước vô cái là nó tư lại đi. Thấy không, đây nè ha, mình cũng chia sẻ luôn đây, thấy không, cây là cây gì đó dán rủ nữa mọi người, hoa giấy không, hoa giấy nữa mọi người thấy chưa, đó nở kín luôn cả này mọi người, dòn thấy không. Đây mới gọi là chơi đá, chơi cây chơi hoa phải chơi như vậy mọi người, dòm nó rất là mơ luôn nè. À mọi người thấy không, một cái nhánh này thôi nè, ồ có thấy đâu thì hoài mọi người đó. Quá trời đẹp luôn ha. Đây mọi người, nở hết rồi, bắt đầu nở nè. Đó, chơi cây chơi hoa phải chơi cơ dây nè các bạn. Hoa nó phải nhiều vậy nè, chơi vào mưa mới thích ha. Ừ thấy không? Rồi, châm nè. Nó nặng luôn á. Hôm nay mình quay bằng cây mấy gọi là siêu rõ cho mọi người xem, cái mấy bữa mình quay bằng điện thoại mọi người. Hôm nay mình quay nè, quay mọi người dòm thấy cái màu thực tế của cây thấy không, mơ thì mình sẽ rõ lại cây này mọi người. Đó thì lúc nào mà làm hoa tết thì chúng mình sẽ chia sẻ ra cho mọi người ha, cách đó làm nha. Đây là mình đang chơi hoa thôi, thì cái này vậy chứ tết này vẫn có hoa để chơi nữa thôi mọi người, không sao hết, tại là hoa giấy mà biết cách làm, biết cách xử lý á, biết chăm đúng kiểu nha mọi người, thì luôn luôn có hoa nha mọi người. À, mọi người thấy không, mình đôn cái gốc lên nè, giờ cái gốc nó nổ lên nè mọi người, thấy nó khô không? Nó khô nè ha, dưới này có muỗng nhanh đấy, nó sẽ có hoa luôn đó mọi người, đớ này mình không có làm luôn mọi người, thấy hoa không. Hôm nay chúng mình chỉ chia sẻ cho mọi người vừa ngắm hoa và vừa học xíu kỹ thuật về chơi hoa giấy ha mọi người. Đó thấy không? Thì khi mình chia sẻ mọi người thì nó thực tế nè mọi người thấy không, đây là thực tế hoa nó đang ra, đây là cái vườn của chúng mình đang làm mọi người. Họ thì nói chung là lúc nào chúng mình đi làm đi ở nhà chúng mình sửa soạn cây cấu thôi. Rồi, có gì chúng mình chia sẻ lấy cái kinh nghiệm về hoa giấy nè.
Rồi cuối video xin chúc mọi người luôn luôn bình an ha, và mạnh khỏe hạnh phúc nha mọi người. Hẹn mọi người lại clip sau gần nhất. Bye mọi người, hẹn mọi người clip sau nha.